Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video là để chơi thử cái game được đánh giá rất tích cực hả các bạn. Tên là Rayfire nha. Mà điều đặc biệt ở mình coi cái game này mình mở lên là cái clip giới thiệu có tiếng Việt nha các bạn. Và ngôn ngữ hỗ trợ có tiếng Việt Nam luôn nha các bạn. Hiếm khi mà có một cái game đó chọn tướng của bạn nha các bạn. Có hỗ trợ tiếng Việt nha các bạn. Đó. Đây là ngôn ngữ tiếng Việt nè. Và game này là chơi miễn phí luôn nha. Đó, nên mình đã tải thử đó, mình coi coi cái game này như thế nào các bạn. Không ngờ là game mà được chơi miễn phí mà dạng survival nữa nha các bạn, mà có tiếng Việt nữa. Đó, có tiếng Việt luôn nha các bạn. Mình chọn tiếng Việt luôn nha. Đó, mình tùy chọn âm lượng nhạc nè, toàn màn hình nè. Đó, ngôn ngữ nè, các bạn thấy không, có tiếng Anh tiếng Việt luôn ha, là quá trời ngôn ngữ luôn. Có thành tựu nè, có mở khóa nè, thì chọn nè, nâng cấp nè, có linh hồn để nâng cấp nè, độ di chuyển nè, sát thương bị chặn, tốc độ di chuyển nè, mua linh hồn nè. Linh hồn bán bằng dưới D nha bạn. Bạn ấy mua ủng hộ. Đá linh hồn. Để mình coi thử coi cái game, cái game này nó có mình kiếm được không. Đây, mình sẽ được chơi với hai nhân vật miễn phí nha các bạn. Đó, một là nhân vật nữ nè, có mũi tên nè, một nhân vật là boomerang nè. Còn Eric là ráng 100 linh hồn ha. Nhân vật này visa là 300, 200 rưỡi, 200 nha. Nhân vật này bí ẩn nha bạn. Đã tắt ha. Đó, rất là thú vị để mình nghiên cứu. Bây giờ mình sẽ chơi nhân vật Frey ha. Đó các bạn. Đó, mình là đi như những cái game mà survival khác ha các bạn. Mình rất thú vị. Phải vui khi một cái game được hỗ trợ tiếng Việt ha. Đó, cộng một đồng xu nè. Đó, người này là khả năng bắn xuyên một đường ngang nha các bạn. Chỉ bắn ngang thôi nha, không có bắn cái khác nha. Tại vậy một con số con nhện nó biết thay đổi nha. À, khi mình lên cấp các bạn thì có bán vàng hay sao nè, mà những cái giá này rất là cao. Còn mở thêm một vật phẩm thì giá 15 vàng nha. Đó, sẽ tiếp tục nha. Cái mà vật phẩm sẽ mở vào đợt thứ hai nha các bạn. Đợt 2 là tính trong vòng 30 giây ha, trên rất là ngắn nè. Con quái vật này rất là khôn mà biết né các bạn. Đây là bắn, bắt đầu bắn né, đi lùi lên nè. Ồ, có đá linh hồn kìa. Nếu mà có lụm được mấy cái này mình khỏi cần đi mua, nạp tiền mua các bạn. Bạn có thể nạp mua ủng hộ nhà phát hành, tại vì cái game này họ làm miễn phí mà. Với tốc độ cày thế này mình có thể làm trong tương lai mua con này con kia cũng bình thường các bạn. Trời, không đủ tiền mua cái gì luôn các bạn. Đành nhìn thôi. Đợt 3, cái màn này bắt đầu nó khác đi nè. Thì mình đi lụm vàng, đá linh hồn ở đây lụm được 2 viên nữa không. Đó, hay góc độ của mình thì nó cũng có bị bó bột vô cái dạng mà bắt buộc phải nạp tiền quá. Một số game mà chơi mà không thể nào mà mở nhân vật mà nếu mà không nạp tiền luôn. Nhưng mà cái game này là vẫn cho cơ hội các bạn mở khóa nhân vật ha, mà không cần nạp tiền mà mình có thể cày bình thường nha. Và tất nhiên là cái độ khó cũng nhiều ha. Ở đây bị nó quýnh chạy hết rồi. Nó đều là kêu rất là chậm không, giờ rất lắc nha bạn. Ủa, trừ 5 vàng phí vật phẩm nữa, giá 30 vàng. Đấy là phải mua cái này chứ.
Thôi lỡ rồi. Trời, mua đợt 4 nó sẽ lâu hơn đợt đợt này luôn các bạn. Bây giờ phải bắn đến 2 hit mấy con này mới đai các bạn. Con hoa đến bây giờ phải 3 hit nha. Goblin là đến 2 hit nè. Dạ, giờ mất máu hơi bị nhiều các bạn. Có viên ngọc nữa kìa. Rồi sao lượm đây? Cũng là game sôi bò các bạn. Trời, phòng xây các vật sẽ mua anh bạn bây giờ bán đến 50 vàng luôn. Hãy vẫn làm chậm quá nha. Mình sẽ thử ha. Rồi bây giờ tiếp tục coi. Hai quả cầu lửa nè các bạn. Gọi gây có 5 sát thương à. Ồ, con golem là bắt đầu trâu hơn nè. Rồi bắn 4 phát luôn không suy nhơ luôn các bạn. Khu vực chạy được cứ là nhỏ ha. Đã linh hồn kìa. Mình chưa thấy hào máu nha các bạn. À, có cái bãi làm chậm bây giờ mới xuất hiện các bạn. Thổi lạnh quá nãy mưa. Bắn một quả cầu năng lượng cho địch. Rồi, không đủ vàng luôn. Cặc sáo nha. Mỗi lần quay là họ đổi cái màu nền. Giờ này cái bao không? Có nha bạn. Hên là quái cũng chậm nha, không có quá nhanh nha. Người cây là quá mạnh này nha các bạn. Lốc xoáy là tạo lốc xoáy kéo này đám quái gần đó. Sát thương bị chặn nè. Cái game survival này cảm thấy mình chơi cảm thấy rất là nhẹ nhàng các bạn. Nhưng nhân vật làm đầu tư vẽ cũng khá là dễ thương ha. Nhìn rất cảm tình. Nhưng anh nọt nó đô con. Cảm ơn các bạn ơi. Không biết ở đây là cho mình sử dụng được bao nhiêu kỹ năng ha. Gây đá linh hồn rồi. Đá linh hồn, cái đá linh hồn. Rồi cái lốc xoáy tạo tuốt ở góc rồi. Ồ, mình thấy được hai đá linh hồn kìa. Tóm lại cũng không khó lắm mà. Đây vật phẩm xây vòng bây giờ là cộng thêm 2 nè. Giá sẽ là 110 vàng nha các bạn. Ồ, Robin biết bay các bạn.
Quy là mạnh nha bạn. Ủa, càng ngày càng đông và càng ngày càng mạnh. Thôi lốc xoáy hút tụi nó vô đỡ. Mình mở được con đường để chạy. Cộng 50 sinh lực. Cộng 1 thời gian hữu vật năng. Cộng sát thương lốc xoáy. Cộng với 5% mỗi 100 thể lực anh đi dù mất trăm đã được mức cho 50% được 25% sát thương ha. Không thấy à. Mở thử coi vì sao anh bốc nên đâm lại giá 59 vàng. Trời đứng hết rồi vậy, mở ra tiếp nè. Không có hồi mở các bạn ơi. Làm sao để trả lại máu đây? Không có gớt máu đi lụm. Mật ong. Mật ong cầu lửa. Nhìn thấy cũng thú vị nha các bạn. Mới chơi mà đã được 18 viên ngọc. Bắn một hỏa tiễn ma độc già quái gần nhất. Ô, hình hoang trên một đài phun nước chữa bệnh. Có vẻ hợp lý nha các bạn. Ủa? Trời, đấu chùm cái màn này nó bị thu các bạn. Thôi. Thôi chơi 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 chơi. Đấu chùm cái góc nó bị thu lại các bạn. Thôi. Đi nhanh nữa. Nước chữa bệnh chỉ có 20 máu thôi nha các bạn. Trời ơi chơi 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 chơi. Thôi nó có lóc xoáy không mà nó không biết sao trị con này luôn. 20 máu. Hình có cái đồ quầy. Bây giờ nó dí à. Hình có cái slow các bạn. Không có slow đánh con này cứ khó nha. Lên đường. Ôi vàng ngọc quá trời luôn. Tỷ lệ rớt ngọc cũng khá nhiều nha các bạn. Chơi xíu được 20 rồi. Cộng 10 sinh năm giáo. Mình sẽ lật bước đi. Cộng 25 sát thương chí mạng.
rồi tiếp tục. Thì gì là first boss các bạn, chùm đầu tiên các bạn. Còn những con yếu yếu biết né né để tránh các bạn. Nhưng mấy nhện nó chơi nó né các bạn. Ôi những cái con ma bùng nó né rồi. Rồi mấy cái rồi có mấy cái chậu nước ra hồi em má cũng đỡ lắm luôn. Đó, nó ra nữa kìa. Ôi ma bùng. Họ 20 máu nữa. Cộng thêm được không xây vòng nữa bạn, 20 sát thương chí mạng. Nhờ cái mấy cái thấy vòng nước sinh lực này mình hồi được gần đầy máu các bạn, khá là ok ha. Rồi cái hồn bắt đầu mạnh lên nữa các bạn. Cái làm chậm cộng 2 phát bắn tinh phép với một quả cầu gai. Mình lấy thử 2 phép bắn tinh phép và nó gãy gì à, là cái hai cái dòng phép, hai cái bộ phép. À mình nâng lên 2 điểm các bạn, thì bây giờ nó bắn thêm 2 ra. Xoáy cũng gây sát thương nha bạn, vừa hút những cái địch lại mà vừa gây sát thương luôn nha.
bắn thêm hai tên phép nè. Mở luôn. Giờ là hai ma cây nha các bạn. Ui trời, ma cây nha, ma cây này ra nhiều nè. Thương rồi, trời ơi. Còn một cái cũng sụm luôn rồi. Mở đường máu ra nha các bạn. Lấy máu. Mấy cái bình chậu ra máu mà sau cái đợt này nó ra ít các bạn. Bơm mà đăng nè, thì sẽ thương rồi, thì xét nè, mượn dâm cơ hội chí mạng nè. Như là này có thể đánh 10 cái cũng có một cái là có thể đánh chí mạng các bạn. Thôi mình chí mạng là cái đam nó lên màu đỏ luôn nha. Qua lấy máu, qua lấy máu, qua lấy máu. Hơn là có cái dòng xoáy á mày. Ép ghê quá. Có dòng xoáy đã đỡ. Không có không có skill bắn lên trên nè. Mình bị kẹt lên trên quá trời luôn. Có cái dòng xoáy rồi. Đợt này sao bị háo á, khó ra bồn hò máu quá ta. Ném phi tiêu để hướng bạn đối mặt. Trời không đủ tiền mua luôn, làm được một lần. Rồi xong tôi rồi. Rồi cái lọc xoáy nó hút cái này vô. Hồi nãy giờ không có nâng cấp cái skill các bạn. Toàn bán skill mới không à. Sao bán toàn skill mới không, không có bán nâng cấp gì hết trơn. Trời là bồn hả máu kìa, nhưng mà sao vô lấy. Đây giờ có bồn hồng áo rồi.
Nó điều chuyển chiếc mạng, ném một quả cầu gai. Giờ mình sẽ cố gắng nâng cấp nha bạn. Có phi tiêu nữa nè. Hết máu rồi. Ôi trời trời trời, mở đường thôi. Ôi bị nghẹt luôn nha các bạn. Nhà quá đông nha. Thôi mấy con nhện nó còn sợ mình, nó tránh. Cộng hôm mấy năm hồi sinh lực mỗi giây, cộng hai ném phi tiêu. Sẽ lấy thêm hai phi tiêu ha. Hết tiền. Hết máu rồi. Mắc cười nhất là đầy lý do bị ép ở phía dưới lên. Rồi cái bồn hồi máu nãy giờ không thấy bồn nào. Quá tài, lúc cần thì không có, nó không cần thì ra quá trời, giờ không thấy bồn nào hết. Không đủ tiền rồi, sắp nghèo rồi. Sao mày cảm giác mấy con chuột càng ngày nhiều mà sao nó nhanh quá vậy ta? Dơi chứ. Hồi ma quá trời luôn rồi. Càng ngày càng đông và càng ngày càng mạnh nữa các bạn ơi. Vì lốc xoáy bắn ngày trước cho nó hút men cái này vô đỡ. Nhưng rất tiếc là không. Sấy nó mở đường cho mình nên mình chuông dưới mình đi các bạn. Rồi sắp hết máu rồi, sắp hết máu rồi. Mình gấp quá trời luôn mà chịu không nổi, không thấu.
Trồng hai vật phẩm xoay vòng. Kết quả bạn sống sót qua 19 đợt. Thì là mình đai rồi. Đợt 20 là vừa đai các bạn. Hạ được 3.000 sát thương, lốc xoáy 42.000 à. Tên lửa kỳ diệu, trăm mấy ngày sát thương luôn, ghê vậy. Tên lửa kỳ diệu. Bây giờ vậy là mình đai rồi. Đó, bây giờ mình có 78 ngọc các bạn. Một là các bạn nâng cấp hơn để mình mạnh hơn nè. Đó, 500 lại kép. Thí rì rồi nè, giảm nè. Nguội đi nè, thượng máu nè. Cộng sinh lực nè. Trừ 2.5 phí dược phẩm nè. Không một sát thương chặn nè. Giảm hồi chiêu nè, hồi sinh nè. Có nhiều cái đó mà các bạn nâng cấp ha. Còn không các bạn có thể để dành để mua nhân vật ha. Dù mình thấy nhân vật này cũng hay nè. 100 linh hồn mình sẽ có để dành để mua nhân vật này ha. Đó, bây giờ mình sẽ chơi nhân vật này các bạn. Hãy coi thử nha. Boomerang. Không biết cái bản những cái kỹ năng nâng cấp nó có khác so với nhân vật kia không ta. Hồi sinh lực nè, giá 20 vàng nè. Cuộn lại 10 vàng. Một phẩm. Không có cái gì mạnh cho lắm. Ma xương ban đầu cũng mạnh quá rồi. Dời. Dời chưa lượm được vàng nữa mà nâng cấp luôn các bạn. Đồng quá. Cái lát này lại khó lụm. Ồ cái này hay nè. Sát thương chí mạng. Hỏi mình lên vòng là kem cái bản đồ đi nó thay đổi cái nền đi này nè. Ui cái gì vậy? Có cái này nữa. Mới biết luôn các bạn. Rồi đã vậy. Hãy đi nhật kia không thấy. Ở đây sao có con quạ mà giống như boss vậy. Cái lát này. Nếu mà đăng cũng hên xui nha các bạn. Phải nâng cái kêu gì vô hỗ trợ nó. À nếu mà mình đóng một món thì cái giá nó sẽ nhân lên nha các bạn. Đây mình sẽ đổi. Mà người xa hồi được mỗi giây hồi thì thôi họ mình đi mình đã lên vạch lửa mà vạch lửa có 2 máu không mạnh lắm nha các bạn. Cái lát nào mà vừa đánh ở trên vừa đánh ở dưới á. Ngang trái phải luôn thì đỡ. Sinh tồn cho dễ hơn các bạn. Hmm.
cộng 5 sát thương cho mỗi cái địch. Được, không được quá đó. Mình nâng thử cái này coi nó lại thế nào. Đây nè. Ủa, 5 nè. Vậy là cái bình này sẽ tính từ mỗi cái đợt xong là nó đổi với bạn, ví dụ như bên đây là 3% nè. Giật này chỉ có cách là nâng nâng máu nâng giáp chạy cho nhanh. Tại vẫn làm chậm cộng tận bên luôn mình lấy gì chạy. Tiếp tục để dạng nha bạn. À cái lệnh lửa mình đi nó dài hơn rồi bạn. Có điều đam thấp quá các bạn. Nếu mà đi nhanh thì cái đường vạch nó sẽ đi ok hơn. Nhưng mà có mấy ai nó đi theo cái đường vạch mình đã đi. Toàn đi kiểu chặn đầu không. Ồ nâng nó nè. Trời. Phải sẽ tiếp tục bốc cháy khi bước trên đường lửa các bạn. Cái bình mình nâng được 2 nè, nó tăng thêm lượng sát thương mà mình tiêu diệt được số lượng quái trong đó không. Trời, cho nâng 3 đôi giày luôn. Rồi nó ít khi đạp vô dòng lửa của mình. Này đi chặn đầu không à. Hiếm. Mấy con chuột thì nó chạy làm sao thì may ra dính thôi. Còn đâu điều chuyển. Mười phần trăm sát thương chí mạng. Mình đang chạy nhanh các bạn. Mình đang chơi game này chạy với nâng máu à. Mở đường thôi, trời ơi, trời.
Do bị không giới hạn bởi không gian nên kiểu như đôi giày lửa mang tính hiệu quả thấp rồi các bạn. May ra đánh chùm nó dí theo mà ok. Nâng nữa nè, nâng quả cầu gai nhé bạn, nâng một cái kia bị đánh nha. Ồ, cái này đi dài hơn nhé bạn. Kêu quả cầu gai là tông chúng nó sẽ nổ ra nhiều hướng nha bạn. Dòng cái tốc độ di chuyển tốt á, thì luồn lách đi được, mà nếu mà nó đông quá thì luồn lách cũng không được. Sao luồn lách đây còn được nha các bạn. Ngọc quá trời luôn. Bây giờ mới vô được lụm. Ném phi tiêu nè. Hồi châm. Rồi, tốc độ đi nhanh mà vẫn dính sát thương các bạn. Bắn qua cầu về địch. Để mình lấy sát thương nha bạn. Shuriken những cái kia bắn được phía trước nha. Nhưng mà tầm rất là ngắn nha bạn. Sát thương cũng không có nhiều. Luôn lách thôi. Chắc thường quá nhiều, chắc thường quá nhiều. Ui, của bên kia. Năm sát thương boomerang.
Quái nó hết trơn rồi ta. Trên trái bơm thấy cũng mạnh đó bạn. Ủa đồ đông rồi. Thôi bây giờ chỉ còn sát thương thôi. Bao giây rồi. Mở đường, mở đường, mở đường. Level này khó lên, nâng cấp quá. Không có lên level mà kiếm tiền muốn nâng cấp khó quá. Hít trong cái đai nổi ném một quái chì và quái xung quanh. À, quên cái chì các bạn. Ok, có được hay không? Đầu đông và mạnh hơn rồi. Mình vốn đợt nha, lên đường nha bạn. Một mở khóa nhân vật này vay chi nè. Quay lại còn có nâng cấp gì không? 15 lượng máu không? Sát thương tốc độ di chuyển.
Nâng hồ má nha bạn. Đây là nhân vật mới ha. Kỹ năng là quay trị. Con Ubi nữa quay đến 2 lần. Nhiều người ở đây rất là dễ thương nha bạn. Với anh Chibi nhỏ nhỏ xíu xinh 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 xắn. Tao có lốc xoáy liền. Giờ có mấy skill mà xây vòng vòng là bất tử không? Không mơ sát thương đâu. Đập quay chậm quá. Giọng tăng số lượng đập hay là xây 2 cái để chứ. Cái gì không nổi rồi. Rồi sẽ thương đập nữa kìa. Còn có pin qua 3 trì không xin ra luôn. 4 trì luôn à. 5 trì luôn. 6 trì rồi. Lại sát thương đập nữa. Thì họ cứ quốc trì vậy. Thế sao bây giờ? Đều hơi lâu. Lại sát thương đập hồi 5% kỹ năng tiếp tục. Bây giờ có quay chì không mà bạn? Không mở thêm kêu để mà coi ha. Quay trì nâng 5 điểm luôn rồi. Nhưng mà nhiều khi quơ mà còn không xử hết. Bùng cháy thằng sát thương.
bỏ qua luôn, thấy không được thì bỏ, giữ tiền đang mua. Lại mùi sát thương đậm. Tí cho bạn. Là cái chiêu quay trì với tăng sát thương đập thôi. Nãy giờ tăng 6 điểm đập không. Sát thương xoay vòng các bạn. Sao đến 6 sát 6 điểm xoay vòng. Giảm 5% sát thương đập. Dạ, cái chỗ dính hết ta. Mới đập 10 đã khó khăn thế này. Đập quá trời luôn, đập lên 8 mấy luôn.
Tao sấy mà sao nó cứ ở bên ngoài đâu không á. Sấy mà sao cứ quay quay ở ngoài không. Xong xong rồi chín đợt. Thì mình chơi thử game tới đây nha các bạn. Thì các bạn thích thì có thể tải game này chơi nha, hoàn toàn miễn phí, có tiếng Việt ha các bạn. Nâng cấp các bạn có thể nâng cấp từ từ ha. Có thể trong tương lai họ sẽ update rồi thêm một số thành phần gì nữa ha. Nhưng mà hiện tại chơi cảm thấy rất là vui, lâu dài, hình nhân vật rất là dễ thương ha. Không tốn đồng nào rồi các bạn. Rồi các bạn có thể chơi và ủng hộ nhà phát hành ha. Rồi nay cho họ vân vân. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày tốt lành ha. Chào các bạn ha.